Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như cơ đồ và vị thế quốc tế lớn mạnh chưa từng có tới nay của quốc gia Đông Nam Á khi tiếp đại sứ Mỹ Mark Nepper hôm 25 tháng 4. Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội khi ông Nepper, người nhậm chức đại sứ Mỹ hồi đầu năm nay, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, theo truyền thông trong nước. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng cho biết về cuộc gặp hôm 25 tháng 4 trong một bài đăng tải trên Facebook chính thức, trong đó đại sứ Nepper nói rằng ông vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay và cảm ơn ngài Tổng Bí thư vì sự ủng hộ kiên định của ngài dành cho mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh trong cả an ninh quốc phòng và thương mại trong những năm gần đây, nhất là từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vào năm 2016. Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á duy nhất được nêu tên trong chiến lược an ninh tạm thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm kiềm chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại buổi tiếp đại sứ Nepper, ông trọng nói rằng việt nam chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay người đứng đầu đảng cộng sản còn nói rằng đó là kết quả của việc thực hiện đường lối đối nội đối ngoại đúng đắn của việt nam